Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, hôm qua quý vị đã theo dõi những cái chương trình mà những cái sự kiện chúng tôi đã gửi đến quý vị qua chương trình Cà phê sáng. Một trong những sự kiện đặc biệt mà chúng tôi ghi nhận từ Hồng Kông đó là vấn đề chính phủ Trung Quốc đã lên án sáng nay về một cái sự việc liên quan đến vấn đề những đứa trẻ được biến đổi gen đầu tiên trên thế giới. Và cái sự kiện này đã được tuyên bố tại Hồng Kông ngày hôm qua. Cái sự kiện này đến bây giờ thì tất cả những cái tin tức và chi tiết nó đi đến như thế nào, thưa Nhi Việt? Thưa quý vị, theo nhà nghiên cứu như anh Trọng cũng nói đó, tên là Han Yiku đã tuyên bố đã thay đổi DNA của cặp song sinh để làm cho chúng chống lại sự nhiễm của HIV, đó là bệnh AIDS, thưa quý vị. Và các nhà khoa học chính thống đã lên án cái thí nghiệm này, và các trường đại học và các nhóm chính phủ đang điều tra vấn đề này. Và thử nghiệm của ông, người ta nói rằng đã vượt quá giới hạn của đạo đức và không được cộng đồng khoa học tôn trọng và gây sốc, không thể chấp nhận được, theo ông Su nói rằng. Và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc Su Neping nói với đài truyền hình nhà nước CCTV rằng chức vụ của ông phản đối mạnh mẽ trong việc này. Và một nhóm các nhà khoa học của hàng đầu đã tập trung ở Hồng Kông trong một tuần này trong một cuộc hội nghị quốc tế về việc chỉnh sửa gen và khả năng viết lại đoạn mã của cuộc sống để cố gắng sửa chữa hoặc ngăn ngừa những bệnh tật. Mặc dù khoa học hứa hẹn giúp đỡ những người đã sinh ra và nghiên cứu thử nghiệm được tiến hành, một tuyên bố đã được ban hành bởi các nhà lãnh đạo hội nghị của 14 thành viên và nói rằng nó vô trách nhiệm và có thể thử trên trứng, tinh trùng hoặc là phôi, ngoại trừ trong nghiên cứu phòng thí nghiệm về rủi ro, chưa có thể sử dụng được và họ không cho được thí nghiệm và thử dụng ở trên con người và những cặp song sinh như là ông He Yangqiu đã làm. Kính thưa quý vị, ông He Yangqiu đã làm, ông là một nhà nghiên cứu người Trung Quốc tuyên bố để giúp tạo ra những cái đứa trẻ được điều chỉnh di truyền đầu tiên trên thế giới, cho biết là có thể tất cả những người phụ nữ đang mang thai và có thể chỉnh sửa được những cái gen di truyền đó. Nhà nghiên cứu Zhang Hingqin đã nói với công khai lần đầu tiên về cái cuộc thử nghiệm gây tranh cãi ở Hồng Kông. Và ông bảo vệ sự lựa chọn của mình về vấn đề là làm sao để ngăn cản được những cái di truyền của HIV, chứ không phải là một bệnh di truyền gây tử vong. Như một cái trường hợp thử nghiệm cho việc chỉnh sửa gen và nhấn mạnh rằng cô gái có thể hưởng lợi tức từ nó. Họ cần sự bảo vệ này vì vaccine không có sẵn, ông nói. Nhưng mà các nhà khoa học không có thể mua nó được. Đây là một cái sự phát triển thực sự không thể chấp nhận được. Và Jennifer Dudra là một trong những nhà khoa học gia thuộc trường Đại học California Berkeley đã và là một trong những nhà phát minh ra công cụ chỉnh sửa gen. Đã cho biết, tôi rất biết ơn vì anh ấy đã xuất hiện hôm nay, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã nghe câu trả lời. Chúng ta vẫn cần phải hiểu động lực cho cái công việc này. Dushna được Viện Y tế Hosea Hust trả tiền và cũng hỗ trợ về vấn đề y tế và khoa học, theo tin của AP đưa ra. Và đã tuyên bố, tôi cảm thấy bối rối hơn bây giờ. David Liu của Harvard và Viện Broad của MIT và tất cả các nhà phát minh ra một biên thế của công cụ chỉnh sửa gen cho biết, đây là một ví dụ kinh khủng về những gì không nên làm về một cái công nghệ đầy triển vọng có tiềm năng lớn để mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không có xác nhận độc lập nào về yêu sách của ông và ông chưa được xuất bản trong một bất kỳ tạp chí khoa học nào mà nó sẽ được các chuyên gia xem xét. Tại hội nghị, ông đã thất bại hoặc từ chối trả lời nhiều câu hỏi, bao gồm cả những người trả tiền cho công việc của mình. Làm thế nào ông bảo đảm rằng những người tham gia hiểu những rủi ro tiềm năng và những lợi ích tạo ra, tại sao ông vẫn giữ bí mật công việc của mình cho đến khi nó được thực hiện? Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mang lại cái tính đạo đức và đã được người ta bàn tán rất nhiều. Và ngày hôm nay thì Như Huyền đã thấy chính phủ Trung Quốc cũng chính thức ra một cái tuyên án là đặc biệt chống lại cái sự kiện này. Vì cái vấn đề này nó đi ngược lại đạo đức của con người.
Nếu mà chúng ta không ngăn chặn những cái sự kiện này thì ngày mai con người có sẽ tạo ra một cái con người có thể nói thông minh tuyệt vời. Yeah. Nếu cái sự thành công của họ, sự thí nghiệm của họ thành công, yeah, họ chỉ cần lấy những cái gen di truyền của những người thông minh bỏ vào những cái bào thai đứa đó ra cũng sẽ trở thành thông minh. Và lúc đó không có cái vấn đề gọi là tâm linh trong một cái xã hội mà cần phải có cái sự tâm linh là vấn đề đạo đức về tôn giáo, thưa chị Viện. Yeah. À, đây là một cái sự kiện rất đáng lo ngại khi mà một nhà khoa học gia đã vượt quá xa. Nhưng người ta cũng lo ngại rằng cái vấn đề mà gọi là tạo nên những cái gen di truyền đấy cũng chưa chắc là được có thể nói rằng bảo đảm 100%. Thành nó có thể gây ra những cái vấn đề thất bại, và cái thất bại đó sẽ tạo nên đứa trẻ bị những vấn đề như đuôi mù điếc hay là bất kỳ một cái gì bất bình thường nữa, thưa Như Viện. Yeah. Đây là một sự việc mà có thể nói bị tất cả các nhà khoa học trên thế giới lên án một cách gắt gao, mặc dù người ta cho thấy rằng ông này cũng là một trong những khoa học gia rất là giỏi, nhưng mà cái vấn đề cần phải có cái đạo đức ở trong cái vấn đề phát triển khoa học. Làm cái gì cũng phải có đạo đức ở trong, hả? Vâng, kính thưa quý vị, đó là sự kiện. Và trở lại một trong những cái sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là vấn đề thượng nghị sĩ, tất cả các thành viên của Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu vào ngày hôm qua. Trước khi chúng tôi đi đến cuộc bỏ phiếu thì chắc quý vị biết rằng cuộc bầu cử ở tiểu bang Mississippi đã đem lại một cái thắng lợi lớn cho Đảng Cộng Hòa. Và như vậy, chỉ số ở tại Thượng viện ngày hôm nay sau cái kỳ bầu cử và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, kính thưa quý vị, đó là 63 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và 47 của thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ. Nhưng ngày hôm qua thì vẫn mỗi một cái gọi tỷ số 51-49, tất cả các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu bất đồng về việc Tổng thống Donald Trump. Lại nhiên Tổng thống Donald Trump trên vấn đề Z-Band đã tức giận vì đã bị từ chối một thông cáo. Thứ nhất là ông từ chối một cái thông cáo của CIA về việc giết chết là một nhà bất đồng chính kiến của Saudi Arabia. Các thượng nghị sĩ cả hai phía từ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã bất chấp chính quyền của Tổng thống Trump và bỏ phiếu 63 phiếu thuận trên 37 phiếu chống để xem xét chấm dứt sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho cuộc chiến hậu thuẫn của Ả Rập Xê Út đối tại Yemen. Tại sao lại quan trọng như thế? Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư là một tín hiệu mạnh nhất cho sự bất đồng với phản ứng của chính quyền đối với cái chết của nhà báo Washington Post, đó là Jamal Khashoggi, với sự bảo vệ của hoàng tử Vương Niệm, gọi là một trong những hoàng tử sẽ kế ngôi ở Saudi Arabia, đó là hoàng tử Khaman, Jamal Khaman. Và kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết là cuộc bỏ phiếu sẽ làm suy yếu cơ hội một cái thỏa thuận ngưng bắn về vấn đề mà Saudi Arabia là một trong những người hỗ trợ cho Yemen, thưa Nhi Việt. Yeah. Và bên cạnh đó, về nói về vấn đề tuổi thọ, anh Trọng. Tuổi thọ thì như thế nào nè? Dạ, vào năm 2016 cho đến năm 2017, tuổi thọ ở Mỹ đã giảm xuống rất là nhiều một lần nữa. Và các nguyên nhân đó chính là có nhiều ca tử vong do dùng thuốc quá liều, và có những ca tự tử đã xảy ra rất là nhiều, thưa quý vị, do vấn đề depressed, tức là vấn đề không có bị trầm cảm. Và ước tính trong thời gian sinh năm 2017, có thể dự kiến đời sống của Hoa Kỳ là tới 78.6 tuổi và giảm 0.1 kể từ năm 2016. Và theo bộ báo cáo của chính phủ cho biết, Robert Redfield nói rằng giám đốc của DCD, các số liệu thống kê lo ngại là một cuộc đánh thức cho quốc gia, và số ca tử vong đạt tới mức cao nhất trong năm ngoái và đứng đầu là 70.000, trong tỷ lệ tự tử đã tăng tới 3.7%, thưa quý vị. Như vậy là cái con số tuổi thọ của con người năm 2017 lại bị giảm đi nhiều hơn, phải không, thưa Như Hương? Thì vì sao như vậy? Vì một số bệnh hoạn, một số uống thuốc quá liều và một số là tự giận, phải không? Dạ, do tự tử, là do vấn đề bị bệnh trầm cảm. Bị bệnh trầm cảm và tự giận làm cho cái tuổi thọ của người ta nhiều. Nhưng mà năm nay thì đối với Hoa Kỳ thì tuổi thọ ngoài 70, phải không? 78.6. 78 tuổi, 78.6 thì như vậy cũng quá thọ rồi. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, tuổi thọ là một trong những cái điều mà tất cả mọi người đều mong muốn. Người ta đi khám bệnh rất nhiều, người ta đi gọi là có thể về bảo vệ sức khỏe, tập thể dục, đi du lịch để làm sao cho con người được sống lâu hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên những cái vấn đề gọi là vấn đề trầm cảm trong gia đình cũng dễ đi đến một cái vấn đề làm giáp ngắn tuổi thọ. Và bên cạnh đó, sử dụng thuốc bừa bãi cũng là một trong những cái sự kiện cũng làm cho giảm tuổi thọ của chúng ta. Và như Nhi Huyền được mời đến quý vị thì tuổi thọ trung bình ở tại Hoa Kỳ là 78.6, mỗi một người trung bình đều sống đến 78 tuổi. Như vậy là mình có quyền hy vọng sống thêm được khoảng 10 năm nữa, phải không Như Viện? Dạ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.